Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại cơ sở bonsai Bé Đầm để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai. Mặt hàng hôm nay gồm có me chua, linh sam, bông trang, cần thăng và mai chiếu thủy. Số điện thoại liên lạc thì có ghi ở tiêu đề, quý cô chú anh chị liên hệ để mua hàng. Rồi, chào anh. Chào kênh là TK Bonsai. Nay bonsai Bé Đầm có về một số cây phôi, cần thăng, me chua, linh sam, mẫu đơn. Số điện thoại của em là 0969 733 713. Đó cũng là số Zalo của em. Đầu tiên là em lên cây phôi cần thăng trước, quay một vòng cho cô chú anh chị em coi xem qua và ủng hộ giùm em. Chiều bay là 29, tổng hoành cũ đạt là 27. Cây này em vô một nước dây nha anh em, cây này thần chậu nha, cây mã số 1. Em giao lưu là cây này 500k nha, bao sống bao ship luôn. Cây rất đẹp nha anh em, dáng bay rất là đẹp. Rồi em lên cây mã số 2, chiều cao là 21, cũ đặt là 35. Cây này em giao lưu là 300k, mã số 2 em bao sống bao ship luôn nha. Vô một đứa dây nha anh em, cũ quái, thân rất là quái nha, coi em hộ giùm em. Em lên cây mã số 3, quay một vòng cho cô chú anh chị coi giùm cái. Chiều bay là 25, cũ đặt là 26. Cây mã số 3 này em vô luôn là 400k, bao sống bao ship luôn nha. Cây thần chậu nha, em vô một nước dây nha. Cây rất là quái nha, bao sống bao ship luôn. Em lên cây mã số 4, chiều bay là 28, cũ đặt cũng 28 luôn. Cây này em giao lưu là 350k. Cây số 4 này, cây bay rất đẹp nha, bao sống bao ship luôn nha. Thân đẹp, cũ đẹp nha anh em, coi ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 5, chiều cao là 25, cũ đặt 26. Cây này em giao lưu 350k. Cây này trong cao tầng gớt rất là đẹp nha anh em. Vô một cái dây coi em hộ giùm em. Cũ quái thân quái luôn. Em lên cây số 6, chiều cao là 30, cũ đặt 34. Cây số 6 này em giao lưu 350k nha. Cây này cây tông cao tầng gớt rất là đẹp nha anh em, dáng rất là đẹp luôn, củ quái thân quái luôn. Anh em coi em hỏi em, bà sống bà xếp luôn. Lên cây số 7, chiều cao là 22, củ 28. Cây này em vô luôn là 300k nha. Cây mã số 7, bà sống bà xếp luôn. Củ quái thân quái nha anh em, coi em hỏi giùm em. Lên cây số 8, chiều cao là 27, cũ 22. Cây này em vô lưu 300k, bao sống bao ship luôn. Cũ quái thân quái, anh chị em coi ủng hộ giùm em. Lên cây mã số 9, chiều cao 26, cũ đặt 34. Cây này em vô lưu 400k, bao sống bao ship luôn nha. Em vô hết một nước dây rồi nha, cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 10, chiều bay là 19, cũ đặt 28. Cây này em vô lưu 350k. Cây mã số 10, bao sống bao ship luôn. Cũ quái thân quái nha, cây thần chậu anh em, vô một nước dây rồi nha. Em lên cây mẫu đơn, cây mã số 11, màu vàng, mẫu đơn màu vàng. Cây mã số 11 này em giao lưu là 200k nha, bao sống bao ship luôn nha. Anh em coi em hộ giùm em nha, hoành nó khoảng chừng 6-7 thôi nha. Em lên cây 12, cũng là mẫu đơn nha. Cây này cũng là giao lưu là 200k nha, bao sống bao ship nha.
cũ đặt nha. Cao tầm 20 đó. Đem đo thử chiều cao cho cô chú anh chị coi cái. Chiều cao là khoảng 19. Cũng là mẫu đơn vàng nha. Em lên cây mã số 13. Quay vòng cho anh em coi, cây này cũng giao lưu là 200k nha. Cũng là mẫu đơn vàng. Thần chậu luôn anh. Cây này thần chậu rồi nha, chiều cao cũng là 18. Cây này thần chậu cũ rất là quái nha. Cô chú anh chị coi em hộ giùm em, bao sống bao ship luôn. Cây 14 cũng là 200k, cũng là mẫu đơn vàng nha. Anh em cô chú coi em hộ giùm em, cũ rất là quái luôn. Thân đẹp luôn. Này hoành cỡ 9 10. Hoành cỡ 8 9 10. Để đo cái hoành cây này cho cô chú anh chị coi cái. Hoành 16. Cái đó là hoành cũ đặc 16. Em lên cây 15 cũng là 200k. Cây này luôn cũng 200k, tâm cao tầng gớt. Dáng rất là đẹp nha, cô chú anh chị em coi ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 16 cũng là mẫu đơn vàng, cũng là 200k một cây. Quay một vòng cho cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em, bao sống bao ship luôn nha. Phơm rất là đẹp nha, cô chú anh chị coi giùm em nha. Tán giòn rất là đẹp nha. Em lên cây 17 cũng là 200k, cũng là phôi chân vàng. Tán rất là đẹp, cũ quái nha. Rồi còn khai thác xuống cũ được nha, anh em coi ủng hộ giùm em. Cũng là chân vàng, em lên cây mã số 18 cũng là 200k. Bao sống bao ship luôn nha, cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Phơm rất là đẹp nha. Cũ quái luôn. Bắt đầu lên cây phôi me nha, mã số 19 nha. Quay một vòng cho anh em coi. Me chua nha. Chiều cao là 30. Cũ đặt là 34. Cây 19 này em giao lưu là 350k nha. Bao sống bao ship luôn. Cũ quái thân quái luôn nha. Me chua nha anh em, coi ủng hộ giùm em. Em lên cây 20. Ủa 21. Cũng là một phôi me chua. Chiều bay là 30. Cũ đặt là 39. Cây này em giao lưu là 300k nha, me chua nha. Em bao sống bao ship luôn. Anh em coi ủng hộ giùm em. Cũ quái thân quái luôn, cũ rất là đặc nha anh em. Em lên cây mã số 22. Chiều cao là 30. Cũ đặt 24. Cây này hai thân nha, em giao lưu cây này là 350k. Me rất già cây nha, hai thân rất là quái nha, cũ quái nha, me chua nha. Bao sống bao ship luôn. Em lên cây 23. Chiều bay là 24. Cũ 22. Cây này em giao lưu là 300k nha, me chua luôn nha. Em bao sống bao ship luôn. Thân quái cũ quái nha. Mấy chú cô bác anh chị coi ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 24. Chiều cao là 33. Cũ đặt 31. Cây 24 này em giao lưu là 350k. Bao sống bao ship luôn. Thằng quái cũ quái luôn. Kình cắt chân này. Em lên cây 25. Chiều cao là 28.
Củ đạt 23. Cây này em vô luôn là 300k. Bao sống bao ship luôn, mấy chua nha anh em. Coi ủng hộ giùm em. Cây mã số 26. Chiều bay là 30. Củ 36. Cây mã số 26 này vô luôn là 300k, bao sống bao ship luôn. Thằng quái củ quái luôn. Anh em cô chú coi em hộ giùm em. Lên cây 27. Chiều bay là 35. Củ 26. Cây này em giao lưu là 350k. Cây mã số 27. Bao sống bao ship luôn, mê chua. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Em lên cây 28. Chiều cao là 34. Củ đặt 32. Cây này em vô lưu 350k. Bao sống bao ship luôn, mê chua nghe anh em. Cây 29. Chiều bay là 38. Củ đặt 27. Cây này em vô lưu 300k nha. Cây bay rất là đẹp nha. Củ quái thân quái luôn. Cây bay rất là đẹp. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Cây 30. Chiều cao là 40. Củ đặt 31. Cây này em giao lưu 300k nha, bao sống bao ship luôn, mê chua. Phôi mê chua rất là đẹp, thân quái củ quái nha anh em. Rồi ủng hộ giùm em. Em lên cây 31. Chiều bay là 32. Củ đạt 35. Cây này em giao lưu là 300k nha anh em. Bao sống bao ship luôn. Cây bay rất là đẹp, củ quái luôn. Me rất là già me nha. Lên cây 32. Chiều cao là 33. Củ đạt 34. Cây này em giao lưu là 300k nha. Bao sống bao ship luôn, mè chua. Thằng quái củ quái luôn. Lên cây 33. 34 thôi, 33 đâu. Cây bay. Chiều bay là 33. Củ đặt 32. Cây này em giao lưu là 350k, bao sống bao ship luôn. Thân đẹp, củ đẹp luôn, thân quái luôn, mê chua. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Em lên cây 33. Chiều bay 38. Củ đặt 33. Cây này em giao lưu là 300k. Cây bay rất là đẹp, em bao sống bao ship luôn. Củ quái thân quái luôn, cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Em lên cây 35. Chiều cao là 30. Củ đạt 39. Cây này em giao lưu là 350k. Cây mã số 35 này, bao sống bao ship luôn, mê chua, củ quái thân quái luôn.
Em lên cây 36. Cây này rất là quái nha. Chiều bay 28. Cũ 35. Cây này em giao luôn là 300k. Cũ quái, thân quái luôn. Bao sống bao ship luôn. Mê chua, cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Em lên cây 37. Chiều bay 28. Cũ đặt 32. Cây 37 này em giao lưu là 250k. Màu sống màu ship luôn. Cô chú coi, anh chị em coi ủng hộ giùm em. Em lên cây 38. Chiều cao 27. Cũ 30. Cây này em giao lưu là 300k. Bao sống bao ship luôn, mê chua, cũ rất là quái luôn. Em lên cây 39. Chiều bay là 34. Cũ 33. Cây này em giao lưu là 250k, me rất là già cây, me chua, em bao sống bao ship luôn. Cô chú coi em hộ giùm em. Một cặp me chua. Quay vòng cho cô chú anh chị coi. Cái gì chim cái gì để gì sao được ạ? Cặp me chua, cô chú anh chị coi cặp rất là quái nha. Em đo một củ cho cô chú anh chị coi một cái. 23. Cặp này là em giao lưu là cặp 40 này em giao lưu là 400k. Bao sống bao ship luôn. Cặp me rất là quái, me chua nha. Cô chú anh chị coi em hộ giùm em. Mã số 41. Giao lưu là 3 cây nha, cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. 3 cây này em giao lưu là 400k nha. Củ quái thân quái luôn nha. Rất là đẹp. Coi ủng hộ giùm em. Đây đó rồi. Cây 42. Chiều bay là 31. Sam. Sam gai. Cũ 37. Cây này là giao lưu là 300k. Cái mã số 42 này, cô chú anh chị coi em hộ giùm em. Sam. Sam hình. Bao sống bao ship luôn. Cây 43. Chiều cao là 21. Cũ 22. Cây 42 này, 43 này em giao lưu là 250k, bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Cây 43. Chiều bay là 32. Cũ đặt 28. Cây này em giao lưu là 250k, cây 43. Thân quái, củ quái luôn. Cô chú anh chị coi em hộ giùm em, bao sống bao ship luôn. Một cặp linh sam nữa, mã số 44. Cặp này em giao lưu là 600k. Bao sống bao ship luôn. Thân rất là đẹp nha, cô chú anh chị coi em hộ giùm em. Hai cây quái nha. Hoành để đo và hướng một hoành cho cô chú anh chị coi một cây. Cặp này em giao lưu là 600k, bao sống bao ship luôn. Cặp sam gốc là quái. Em lên cây mã số 45 cũng là một cặp linh sam.
cũ 27. Cặp này em giao lưu là 600k, mã số 45 này. Cặp trinh sam rất là quái luôn. Cô chú anh chị coi bệ nở nha, thân đẹp nha. Cò lắc lượng nha. Bò sống bò ship luôn. Cặp 45. Cặp 45 cũng là hai cây bay. Cặp này em giao lưu là 550k, bao sống bao ship luôn. Cặp này rất là đẹp nha. Để đo một cây cũ cho anh chị cô chú rồi coi giùm em. Cũ là 33. Cặp này em giao lưu là 550k, bao sống bao ship luôn. Cặp tinh sam. Mã số 47, em giao lưu cặp này là 500k, bao sống bao ship luôn, cũng là cặp đinh sam. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Cặp này rất là quái nha. Bao sống bao ship luôn. Em lên cặp 48, cũng là cặp đinh sam. Cặp này em giao lưu là 500k, bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Cũ của nó là 37. Cặp này em giao lưu là 500k. Hai cây trượt lắc lùng liền lực nha. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Bao sống bao ship luôn. Đi đi. Cây 49, cặp này em giao lưu là 550k. Bao sống bao ship luôn nha. Đây đây. Cặp này là hai cây bay rất là đẹp nha. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Bò sống bò ship luôn. Đây đây, lấy đây. Cặp 50. Cặp này em giao lưu cũng là 550k, bò sống bò ship luôn. Thằng quái cũ quái luôn. Cây cũ này là tầm khoảng 35 đến 36 hoành cũ. Cái này em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi em hồi giùm em. Em lên cặp 51. Cặp này em giao lưu là 550k, cũng là cặp đinh sam. Hai cây bay rất là đẹp, em bao sống luôn, bao ship luôn. Cô chú anh chị coi em hồi giùm em. Cặp này em giao lưu 550k. Mã số 52, cặp hai cây lồng liền lực này em giao lưu là 450k. Bệ nở đế cực đẹp luôn. Quá trời bệ. Cặp này em giao lưu là 450k, em bao sống bao ship luôn. Em lên cặp mai chiếu thủy. Mã số 53, cặp này em giao lưu là 350k. Hai cây mai chiếu thủy da đen. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Nào, mã số 54, cặp này em giao lưu là 400k, cũng là hai cây mai chiếu thủy da đen. Cũ thì khoảng tầm 25 đến 26 cô đặt. Cũng là mai chiếu thủy, cặp 5 mã số 55, cặp này em giao lưu là 400k. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em, bao sống bao ship luôn. Mai chiến thủy, gò công. Mã số 56, cặp này em cũng giao lưu là 400k, mai chiến thủy, gò công. Bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Sau đây là em lên cây giống, cây mini sam hương. 4 cây, em giao lưu là 100k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. 4 cây sam núi mini, sam núi trái cũng là 100k. Quay một vòng cho cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. Bao sống bao ship luôn.
4 cây sam siêu bông mini cũng là 100k, bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi ủng hộ giùm em. 4 cây càng thang cũ rất là đẹp quái, 4 cây này em giao lưu cũng là 100k, bao sống bao ship luôn. Cũng là một cây, 4 cây này cũng là cây cuối cùng. Rồi bonsai bé đầm xin chào kênh LDK, xin chào anh em.